Xin chào, chúng ta đang gặp lại nhau trên kênh Kbiz 24 giờ, kênh cập nhật nhanh nhất tin tức về các sao Hàn. Hôm nay có thông tin gì đang hot mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Một số tình bạn chân thực nhất đã được hình thành trong các nhóm K-pop bởi rất nhiều yếu tố như là luyện tập cùng nhau trong một thời gian dài, nhìn thấy được những nhược điểm của nhau, luôn bên nhau trong lịch trình làm việc, sống cùng nhau trong ký túc xá, vân vân. Một trong những tình bạn khăng khít nhất trong nền K-pop là giữa Rose và Lisa của Blackpink. Đối với những ai yêu mến và theo dõi nhóm nhạc nhà YG, Blackpink thì chắc hẳn cũng biết cộng đồng Blink từ lâu đã truyền tai nhau về một cặp đôi vô cùng quyền lực, đó chính là Lisa và Rose. Bởi lẽ hai cô nàng này không chỉ ăn ý với nhau trên sân khấu và trong từng tiết mục biểu diễn mà thậm chí là ở ngoài đời, Lisa và Rose cũng bám nhau như sam, khiến cho người hâm mộ không khỏi thích thú trước sự dễ thương và đáng yêu của họ. Một lý do khiến Rose và Lisa luôn cảm thấy thoải mái khi bên nhau là hai người sinh cùng năm. Có lẽ nhờ việc bằng tuổi và đều đảm nhận vai trò là những cô em út đáng yêu của Blackpink, vậy nên Lisa và Rose rất thân thiết cũng như thường xuyên dính lấy nhau. Cho dù là ở trên sân khấu, đi sự kiện hay thậm chí là trong cuộc sống hàng ngày, hai cô gái đều kè kè bên cạnh nhau và đôi khi còn chọc phá nhau khiến cho các fan không khỏi thích thú. Khi trình diễn trên sân khấu, không ai có thể tách rời Rose và Lisa. Hai người luôn gần gũi với nhau nhất trong các buổi hòa nhạc của Blackpink. Hay khi em gái của bạn cần được bảo vệ, bạn đảm bảo điều đó với cô ấy bằng cách nắm tay và khiến cho cô ấy cảm thấy như bạn đang đánh giá vì cô ấy. Đó là những gì mà Lisa đã làm khi đi qua sân bay với Rose. Đã có lần, Lisa đăng tải một bức ảnh của Rose với một dấu hôn trên má trong những câu chuyện của bạn mình được cô đăng tải trên trang Instagram. Lisa thậm chí còn chú thích bức ảnh nói rằng tôi yêu bạn một cách dễ thương. Cả hai thích chiều chuộng nhau bằng những cái ôm, ngay cả trong những dịp rất ngẫu nhiên. Còn nhớ, trong một tập Blackpink House, Rose đã viết cho Lisa một lá thư, trong đó cô thừa nhận rằng mối quan hệ của cô và Lisa giống như chị em. Rose viết như sau. Đôi khi, tôi lo lắng về bạn như bạn là đứa em gái nhỏ của tôi, nhưng nhiều lúc bạn có vẻ già hơn, giống như một người chị chăm sóc cho tôi, và chúng ta cũng là cặp song sinh cùng phát triển. Trong cộng đồng fan K-pop, chuyện ghép cặp các thành viên trong cùng một nhóm nhạc đã không còn là điều gì quá xa lạ, và gần như là một món ăn tinh thần không thể thiếu. Bất kể là nhóm nhạc nam hay nữ thì rất nhiều người hâm mộ hiện nay đều yêu thích việc ghép đôi các ca sĩ mình thích với nhau. Điều đó không chỉ xuất phát từ tình cảm cá nhân của các fan mà còn đến từ chính những cử chỉ thân mật ngọt ngào của các idol. Dù những hành động đó thật sự xuất phát từ tình cảm thân thiết hay đơn thuần chỉ là làm cho fan vui thì điều đó cũng khiến cho người hâm mộ vô cùng bấn loạn và hoàn toàn tin tưởng vào độ real của các cặp đôi. Và đối với cặp đôi Lisa và Rose cũng vậy, độ thân thiết, tình cảm bạn bè của hai cô gái thật sự quá đẹp và bền vững, khiến cho người hâm mộ đôi khi không chỉ đơn thuần là yêu thích cặp đôi này nữa, mà thật sự tin tưởng vào tình cảm gắn bó như gia đình của Blackpink. Các bạn có phải là shipper của cặp đôi Lisa và Rose không? Hãy để lại comment bên dưới cho mình biết nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Kbiz 24 giờ. Nếu là fan của các cô gái nhà Hắc Hương, đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn được cập nhật nhanh nhất những thông tin về Blackpink cũng như là các idol Kbiz sớm nhất đến từ Kbiz 24 giờ các bạn nhé.